Năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật đã giúp cho nhiều nông dân phát triển kinh tế và làm giàu. Với sản lượng mật tăng trưởng một cách đáng kể qua từng năm đã đưa Việt Nam vươn lên đứng ở vị trí thứ 6 trên thế giới và thứ 2 toàn châu Á về lĩnh vực xuất khẩu sản phẩm mật ong. Để nuôi ong đạt được hiệu quả kinh tế thì người nuôi cần phải xây dựng mô hình nuôi ong mật sao cho phù hợp với đặc tính của mỗi vùng đất. Và một người nông dân ở xã Cao Xá, huyện Tân Yên của tỉnh Bắc Giang đã tận dụng những lợi thế về điều kiện tự nhiên của địa phương để lựa chọn phương pháp xây dựng mô hình nuôi ong hiệu quả với số lãi lên tới 200 triệu đồng. Tại khu vườn rộng 200 m2 của gia đình, ông Kỳ đang trồng rất nhiều loại cây khác nhau như cây bưởi, cây vải hay cây bạch đàn. Tuy nhiên, ông Kỳ trồng những loại cây này không phải để thu hoạch quả hay lấy gỗ. Đây chính là nguồn sống của 100 đàn ong mật đang được ông nuôi tại khu vườn này. Ở địa phương mình thì nó có thế mạnh ở cái góc độ là cái cây vải là một cây nhãn là hai. Và sau đó như bây giờ là đang chuẩn bị vào cái cây bạch đàn. Bạch đàn thì nó chỉ trồng lấy gỗ thôi. Thế nhưng mà đại khái là cái cây đấy nó cũng nhiều hoa, nó cũng cho mình nhiều mật. Hiện tại những cái cây ở vườn tôi thì nó báo cáo anh tôi không bao giờ phun gì. Không bao giờ phun thuốc gì cả, kệ nó. Để cho tự nhiên thì nó không ảnh hưởng gì đến đàn ong của mình. Muốn đàn ong cho nguồn mật dồi dào, chất lượng đảm bảo thì môi trường sống của chúng phải thật tốt. Thay vì nuôi ong ngoại, giống ăn khỏe cho sản lượng mật nhiều, ông Kỳ chọn nuôi giống ong nội hay còn gọi là ong ruồi. Mỗi năm, một đàn ong nội cho khoảng 10 lít mật, chỉ bằng 1/2 sản lượng thu về từ nuôi ong ngoại. Ong ngoại ăn tạp, mật của nó cái chất lượng không có mấy. Nó ăn tạp thì nó sẽ được nhiều mật nhưng ngược lại mật không có chất lượng. Thị trường bán sẽ rẻ hơn. Việc chăm sóc, quản lý đàn ong được ông Kỳ tiến hành tỉ mỉ từng ngày. Ong tìm mật từ những cây hoa tự nhiên. Nhờ vậy, đàn ong của ông luôn phát triển tốt, cho sản lượng mật đều, chất lượng cao. Với giá khoảng 200.000 đồng một cầu ong giống, 200.000 đồng một lít mật ong, mỗi năm, ông Kỳ có thể mang về số lãi cả 100 triệu đồng. Xuất phát từ cái nền tảng kinh tế của gia đình còn trước đây còn rất yếu kém như bây giờ, bằng con đường nuôi ông đã nuôi được 2 đứa con đi học đại học. Đấy là một cái tài sản rất quý và tôi cho rằng là đấy là những các cái mô hình chúng ta đáng để nhân rộng. Bắc Giang được xem là vùng đất của cây vải, cây nhãn. Tuy nhiên những năm gần đây, diện tích trồng những loại cây này tại nhiều địa phương tăng cao, giá cả không còn ổn định. Việc tận dụng nguồn cây trái tại địa phương để nuôi ong được xem là hướng đi mới để bà con nông dân có thể phát triển kinh tế bền vững.